Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin biến lớn Tô Lâm xu quân bắt người ở Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường là nơi an toàn để tiến thân. Lâu nay, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an luôn có sự kết hợp làm ăn với nhau. Các sứ quán luôn có những nhân viên ngoại giao đội lốt, nghĩa là bề ngoài là nhân viên sứ quán nhưng bên trong là những công an, tình báo. Như vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh là rõ nhất. Bộ Công an cho người bắt cóc ông Thanh tại Berlin, rồi đưa ông này về Đại sứ quán ở Việt Nam tại Berlin, sau đó là chuyển ông Thanh về nước qua ngã Moscow. Chính các nhân viên sứ quán lại là những mật vụ của Bộ Công an Việt Nam cài vào, theo dõi, hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam tại đây, và đặc biệt họ cũng theo dõi cộng đồng người Việt Nam tại Đức cũng như ở châu Âu. Việc làm ăn của nhân viên Đại sứ quán tại nước ngoài đã làm xấu bộ mặt Việt Nam nhiều năm qua, chứ không phải mới đây. Tuy nhiên, hầu hết là những người này được che chở nên không sao cả. Từ xưa đến giờ, như không có chuyện Bộ Công an xăm soi chuyện làm ăn của nhân viên sứ quán, bởi lẽ nhiều người là nhân viên sứ quán nhưng thực chất là người của Bộ Công an. Từ trước đến nay, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao vẫn cộng sinh như thế. Tuy nhiên, không hiểu vì sao hiện nay ông Tô Lâm lại xua quân sang Bộ Ngoại giao bắt người. Đây là dấu hiệu bất thường, dường như đấu đá trong Trung ương nằm. Đây là hình ảnh Bộ Công an bắt người của Bộ Ngoại giao. Ngày 6 tháng 5, ông Tô Ân Sô, Trung tướng, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Vào ngày 6 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét tại chỗ ở và làm việc đối với Nguyễn Thị Tường Vi, 42 tuổi, giám đốc công ty tư nhân tư vấn và đầu tư ATA tại Việt Nam, và Nguyễn Thị Dung Hạnh, 50 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn K Việt Nam 19. Hai nữ giám đốc này bị bắt giam để làm rõ tội đưa hối lộ quy định tại điều 364 của Bộ luật hình sự. Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng Cục lãnh sự, Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng Cục lãnh sự, Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng Cục lãnh sự, Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng bảo hộ công dân thuộc Cục lãnh sự, Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, để làm rõ tội nhận hối lộ. Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố bắt tạm giam bị can Hoàng Diệu Mơ, 42 tuổi, tổng giám đốc công ty thương mại, du lịch và dịch vụ hàng không An Bình, có trụ sở tại Hà Nội về tội đưa hối lộ. Đây là hình ảnh hai người bị bắt là Nguyễn Thị Tường Vi bên trái và Nguyễn Thị Dung Hạnh. Bộ Công an cho biết nhóm bị can liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Số tiền trục lợi đã rất lớn, nhưng liệu người dân có được trả lại hay không cũng là câu hỏi mà dư luận trong và ngoài nước đặt ra. Cũng theo Bộ Ngoại giao, từ năm 2020 đến nay đã triển khai hơn 1.000 chuyến bay và đưa 240.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia vùng lãnh thổ về nước. Với kiểu ăn đậm như trên thì không biết các quan chức ngành ngoại giao đã được thu hoạch đến mức như thế nào. Sự thối nát trong ngành ngoại giao không thể không nhắc đến vai trò trước đây của ông Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh nay là Phó Thủ tướng thường trực, rất triển vọng để lên làm Thủ tướng trong tương lai. Có thể nói hiện nay ông Phạm Bình Minh đang là cánh tay đắc lực của ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm dường như đang cố tình chen vào chân của ông Phạm Bình Minh. Có tin ông Tô Lâm đang liên minh với ông Nguyễn Xuân Phúc, tranh hùng với phe của Phạm Minh Chính. Việc Tô Lâm xua quân bắt người của Bộ Ngoại giao là hành động ẩn chứa một nguyên nhân đấu đá nội bộ, chứ không hẳn là vì công lý. Sai phạm của Bộ Ngoại giao đã được nhân dân phản ánh từ năm ngoái trước Hội nghị Trung ương 4, nhưng lúc đó thấy Tô Lâm động tĩnh gì đâu. Đợi sắp đến Hội nghị Trung ương 5, hội nghị hứa hẹn có đấu đá chí tử, thì chuyện bắt bớ ở Bộ Ngoại giao mới được tiến hành. Tô Lâm cũng đang nhắm vào Bộ Ngoại giao thật với mục đích là những nhân vật cao cấp. Những người bị bắt chỉ là con dê tế thần cho những trò chơi lớn hơn mà thôi. Chính trường Việt Nam là như vậy, quanh năm suốt tháng,
chỉ là những trò đấu đá, đất nước tụt hậu, xã hội xuống cấp, chính quyền ngày một thêm thối nát. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có tin người đốt lò bị loại, lộ hai thế lực đấu nhau. Theo nguồn tin từ tờ báo Harris đăng hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 5, thì họ cho rằng vụ khởi tố và bắt lệnh bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có lý do thực sự là việc dính đến việc mua sắm quốc phòng. Nguồn tin này nhấn mạnh rằng vụ khởi tố bắt nguồn từ đấu đá nội bộ giữa ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, nguồn tin rò rỉ trong nước thì lại nghiêng về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải nghỉ hưu sau Đại hội Trung ương lần thứ 5. Vậy là xem như người đốt lò vĩ đại sắp phải ngừng đốt lò và chính ông cũng sẽ ngừng việc đấu đá không biết biệt nghỉ bao nhiêu năm qua. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người bị cho là sẽ bị loại sau Hội nghị Trung ương lần thứ 5 vì đã quá già. Bộ ba trong tứ trụ bao gồm Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc. Như vậy, sau khi ông Trọng rút đi thì cũng dễ thấy đấu trường còn lại chỉ có hai người, đó là ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu so về thực lực hiện nay thì Nguyễn Xuân Phúc yếu hơn ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc không dạy gì đứng một mình đối đầu ông Phạm Minh Chính, mà liên minh cũng có tin cho rằng Nguyễn Xuân Phúc sẽ liên minh với ông Tô Lâm. Nếu đây là sự thật thì sức mạnh của Nguyễn Xuân Phúc quả là đáng gờm. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng rút đi thật thì cái ghế chống đầy quyền lực hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính đều muốn thuộc về mình, bởi đây là ghế có quyền lực cao nhất hiện nay. Đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, tại đại hội lần thứ 13 vào năm 2021, ông đã bị ông Phạm Minh Chính đánh bật ra khỏi chiếc ghế thủ tướng. Đấy là nỗi đau ê chề, bởi vì ghế chủ tịch nước là ghế hữu danh vô thực, không thể sánh bằng chiếc ghế thủ tướng được. Lần này nếu đoạt được chiếc ghế tổng bí thư thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ lật kèo trở thành người có quyền lực hơn ông Phạm Minh Chính. Vì thế, sự đấu đá giành ghế trong Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hứa hẹn diễn ra rất quyết liệt. Bắt bà Nguyễn Thanh Nhàn được xem là bàn tay đạo diễn của ông Tô Lâm. Hợp đồng mua bán thiết bị quốc phòng tỷ đô có thể mang đến gói lại quả tới 25%, đầy béo bở và rất có khả năng. Tiền lại quả sẽ được giải từ thủ tướng xuống dưới. Với khoản tiền kếch xù như vậy thì nhóm lợi ích ở thượng tầng cũng sẵn sàng đấu nhau vì tiền mà thôi. Tờ báo Harris nói bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chạy qua châu Âu trước khi xảy ra vụ khám xét chỗ ở và khởi tố. Người ta cho rằng bà đã đánh hơi được sự nguy hiểm, trong khi một Facebook Việt Nam được mệnh danh là người đưa tin tuyệt mật số 1 ở Việt Nam thì lại cho rằng bà ta đang ở Nhật. Cho dù bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi châu Âu hay đi Nhật Bản thì bản chất không có gì khác mấy, cũng là nắm được thông tin nội bộ rồi nhanh chân tẩu thoát. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Tô Lâm. Như vậy, vụ khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn qua đấu thầu gian lận xây dựng bệnh viện ở Đồng Nai chỉ là cái cớ bề ngoài của một vụ việc chằng chịt giữa quyền lực và quyền lợi trong hậu trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất bên trong là đấu đá giành ghế, giành quyền lợi. Những bản hợp đồng mua vũ khí là những hợp đồng béo bở, nhanh kiếm tiền và kiếm một khoản rất lớn bằng nhiều năm tham nhũng những ngành nghề khác nhau. Theo tờ Harris, xuất cảng các loại vũ khí trang bị an ninh của Israel tới Việt Nam đã gia tăng chóng mặt mấy năm gần đây, có thể gặp trục trặc vì việc bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà là nhân vật chính yếu vận động và môi giới các thương vụ mua bán vũ khí cả thập niên vừa qua giữa Việt Nam và Israel. Trong hơn 15 năm qua, Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu vũ khí quan trọng của kỹ nghệ an ninh quốc phòng Israel. Hai nước đã ký thỏa hiệp kín hồi năm 2011 để tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hơn 3 năm trước, một phái đoàn cấp cao của Israel đã thăm viếng Việt Nam vào năm 2018. Trước đó, tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam, cầm đầu phái đoàn cũng sang Israel đã thăm một số công nghệ của quốc phòng nước này. Thương vụ quốc phòng giữa hai nước đã vượt quá hàng tỷ đô la và theo bản tin của hãng Press, hiện đang có cuộc đàm phán để Hà Nội mua thêm vệ tinh tình báo quân sự OFEC, tức là chân trời, của công ty quốc phòng không gian AIL, sản xuất tại Israel, trị giá thương vụ là khoảng 550 triệu USD.
khi truy bắt bà Nhàn có nguy cơ thương vụ sẽ bị hủy, mà bị hủy thì chả ai có ăn cả. Đây là hình thức nếu ăn không được thì phá cho bằng được. Đã ghét nhau, đã đấu nhau thì dù thế nào cũng ngăn cản đối phương đạt được mục đích.